Bão số 3 đã tăng cấp liên tục sau khi đi vào Biển Đông do nhiều yếu tố thuận lợi. Điều kiện môi trường ở khu vực Bắc Biển Đông đang thúc đẩy quá trình phát triển bão với nền nhiệt độ cao 31 độ C duy trì nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, khu vực này trong thời gian dài chưa xuất hiện bão nên năng lượng tích tụ, độ ẩm, hoàn lưu khí quyển và khí áp dòng dẫn liên tục tăng cấp. Trong những giờ tới, dự báo bão số 3 có thể mạnh lên cấp siêu bão. Các cái dự báo hiện nay chúng tôi cho thấy là bão sẽ liên tục tăng cấp từ nay cho đến giai đoạn mà tiếp cận vào khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Cụ thể là trong ngày mùng 6 sẽ là cái giai đoạn chiều ngày mùng 6 sẽ là cái giai đoạn mà bão số 3 có thể đạt cường độ mạnh nhất, mà theo dự báo hiện nay có thể đạt đến cấp 15, cấp 16, cấp siêu bão. Với mức độ gió giật đến cấp 17, bão số 3 với hoàn lưu mạnh được cho là sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong 24 giờ tới, khu vực chịu ảnh hưởng chính vẫn là trên biển. Có thể nói là với bão số 3 thì là một cái cơn bão mà có hoàn lưu khá là mạnh. Và hiện nay thì đối với các cái khu vực trên biển, đặc biệt là khu vực Bắc Biển Đông ấy, thì sẽ có cái sóng rất là lớn. Khu vực mà bên rìa ngoài khoảng 5 đến 7 mét và khu vực gần tâm bão hiện nay khoảng từ 7 đến 10 mét. Và khi mà bão số 3 đạt cường độ cực đại khoảng cấp 15, 16 ấy, thì cái sóng có thể lên đến 10 cho đến 12 mét. Khi đấy là toàn bộ cái khu vực mà phần phía đông của đảo Hải Nam là có cái sóng là sẽ là lớn nhất. Về thời tiết đất liền, cơ quan khí tượng nhận định khoảng đêm mùng 6 tháng 9, ngày mùng 7 tháng 9, bão số 3 khả năng đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ có xu hướng giảm nhưng sẽ gây mưa lớn diện rộng, trải dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.